thông tin tổng quan, đánh giá chuyên sâu chân thực, câu chuyện đầu tư hữu ích. Tất cả sẽ có trong La Bàn Thị Trường, livestream Facebook page VN Direct chiều thứ 2 hàng tuần, xem lại trên kênh YouTube chính thức của VN Direct, VN Direct Official. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình La Bàn Thị Trường của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Tôi là Lương Xuyên và người đồng hành trong chương trình ngày hôm nay là anh Phạm Việt Duy, chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Để tiếp nối chương trình của thứ hai tuần trước, thì tuần này chúng tôi tiếp tục tổ chức mini game cho quý nhà đầu tư với phần quà vô cùng hấp dẫn, đó là gói giao dịch Tomato 30 trị giá 500.000 đồng trên một tháng. Với gói giao dịch này thì quý nhà đầu tư sẽ được miễn phí với tổng giá trị giao dịch lên tới 660 triệu đồng trên một tháng, tức là 30 triệu đồng trên một ngày. Và câu hỏi trong mini game ngày hôm nay của chúng tôi đó là: đặc điểm nào dưới đây là đúng với sản phẩm phái sinh? A. Hiện chỉ có hợp đồng phái sinh chỉ số VN30 và trái phiếu chính phủ. B. Tất cả các loại hình phái sinh đều được cấp phép tại Việt Nam. C. Nhà đầu tư không mất phí ký quỹ khi tham gia phái sinh. Và D. Phái sinh chỉ áp dụng cho sàn HOSE. Để có thể nhận được phần quà của chúng tôi và tham gia chương trình mini game này thì quý nhà đầu tư hãy like, share chương trình ngày hôm nay và kèm thêm comment đáp án chính xác cộng với 3 con số may mắn của quý nhà đầu tư. Ví dụ, quý nhà đầu tư chọn đáp án D thì hãy comment là D-169. Dạ vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ đi vào trong chương trình ngày hôm nay. Thì trong quá trình mà chuyên gia của chúng tôi trao đổi thì quý nhà đầu tư hãy để lại câu hỏi ở dưới comment và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp và giao lưu cùng quý nhà đầu tư. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi vào tin tức nổi bật của chương trình ngày hôm nay, đó là Việt Nam chính thức đón khách du lịch quốc tế quay trở lại. Đà Nẵng đã đón những khách quốc tế quay trở lại Việt Nam lần đầu tiên theo chương trình hộ chiếu vaccine sau gần 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hoạt động đón du khách quốc tế quay trở lại đang được triển khai dồn dập tại những địa phương thí điểm mô hình bong bóng du lịch bao gồm Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh. Trong tháng 11, thì hàng trăm khách du lịch chủ yếu từ Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ di chuyển đến Việt Nam. Nhu cầu du lịch quốc tế bị dồn nén kể từ khi các quốc gia trên thế giới phải hạn chế nhập cảnh vì COVID-19. Với việc Việt Nam đã tiêm hơn 100 triệu liều vaccine và chuyển đổi sang trạng thái sống chung với COVID-19, đây là tín hiệu tích cực cho các hoạt động di chuyển, mua sắm và dịch vụ dần quay trở lại mức bình thường. Và việc vaccine ngày càng phổ biến và được triển khai trên diện rộng là cú hích lớn cho các doanh nghiệp, ngành hàng không, du lịch và dịch vụ dần dần hồi phục trở lại. Vâng, đối với cả cái thông tin này thì chúng ta sẽ thấy là cái nhóm được hưởng lợi sẽ là nhóm hàng không, du lịch và nhóm dịch vụ. Thì dịch vụ ở đây thì nếu mà ở trên sàn thì chúng ta có thể thấy đấy là những cái doanh nghiệp mà như là doanh nghiệp về bán lẻ, ví dụ như là VRE hay là doanh nghiệp MWG hay là PNJ thì cũng có thể là sẽ được hưởng lợi phần nào từ cái việc là cái dịch COVID là nó được bớt đi ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn anh Duy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại nội dung của chương trình. Và chương trình của chúng tôi thì vẫn như mọi khi gồm có 5 phần chính. Phần đầu tiên đó là thông tin vĩ mô, phần thứ hai là lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba là kênh cổ phiếu, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần cuối cùng đó là câu chuyện đầu tư. Chúng ta hãy đi vào phần đầu tiên. Thông tin đầu tiên của phần thông tin vĩ mô đó là lạm phát Hàn Quốc, nước đầu tiên nâng lãi suất tiếp tục tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2012. Nỗi lo lạm phát đang gia tăng ở Hàn Quốc khi CPI tháng 10 tăng 3,2% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2012 và PPI tháng 10 tăng 8,9%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Và giá các loại hàng hóa, than và dầu tăng 85,6% so với cùng kỳ năm 2020. Và đây là yếu tố chính khiến cho chỉ số PPI nhảy vọt. Trong khi đó, thì mức 3,2% của CPI có phần đóng góp lớn của giá xăng khi mặt hàng này tăng đến 27,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý đó là Hàn Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên nâng lãi suất
khi mà lãi suất cơ bản tăng 0,25% lên 0,75% vào cuối tháng 8. Mặc dù vậy, thì việc giá dầu tăng mạnh trong quý 3 và khủng hoảng chuỗi cung ứng kéo dài đang khiến cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc phải cân nhắc việc tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai trong một năm nhằm kiểm soát lạm phát. Như vậy thì với tin tức này, chúng tôi đánh giá Hàn Quốc là mô hình các ngân hàng trung ương khác sẽ theo dõi để ứng phó, và khi mà bức tranh lớn hơn cho thấy áp lực rủi ro lạm phát rất lớn và khó có thể coi là tạm thời nữa, và nhiều khả năng thì các ngân hàng trung ương sẽ sớm hành động nếu như Hàn Quốc phải cần đến hai lần nâng lãi suất để kiểm soát được lạm phát. Chúng ta sẽ chuyển sang tin thứ hai của phần thông tin vĩ mô luôn. Và thông tin thứ hai đó là Trung Quốc trở thành quốc gia có giá trị tài sản lớn nhất. Từ năm 2000 đến năm 2020 thì giá trị tài sản toàn cầu đã tăng gấp 3 lần lên 514.000 tỷ USD. Trong đó thì mức tăng trưởng tại Trung Quốc đóng góp đến hơn 30% khi giá trị tài sản từ 7.000 tỷ USD vào năm 2000 lên hơn 120.000 tỷ USD vào năm 2020. Và Mỹ mất đi vị trí dẫn đầu vào tay Trung Quốc chủ yếu do mặt bằng giá bất động sản không tăng nhiều. Và trong khi thì bất động sản Trung Quốc có một thập kỷ 2010 rất là rực rỡ. Như vậy thì 68% tài sản toàn cầu nằm trong bất động sản, và cho thấy là đây là loại tài sản này không chỉ hấp dẫn mà còn mang lại hiệu suất đầu tư cao đối với nhà đầu tư. Dạ vâng, đối với cả thông tin này thì chúng ta cũng có thể thấy được là cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đến với cả cái nền kinh tế của toàn cầu ra sao. Và cái đợt vừa rồi thì chúng ta cũng đã nhìn thấy là có cái có cái việc là Evergrande là công ty bất động sản của Trung Quốc là đã vỡ nợ, và qua đấy là khiến cho là nước này là đã là giảm siết chặt cái việc là phát triển bất động sản. Và cái việc siết chặt đấy thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến tất cả các thị trường, đến tất cả các thị trường nói chung. Và đầu tiên là chúng ta có thể nhìn thấy là cái mặt bằng giá thép là đã giảm 30% từ đỉnh của đợt vừa rồi. Và cái việc mặt bằng giá thép của Trung Quốc giảm này thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sản lượng sản xuất của các nước khác, hay là cũng như là cái mặt bằng giá của các nước khác. Và chúng ta cũng nhìn thấy là khi mà cái giá thép giảm 30% thì là dẫn đầu, và sau đấy thì giá dầu cũng đã có dấu hiệu là bắt đầu suy giảm. Thì những cái yếu tố này chúng ta sẽ nhận ra được rằng là cái tác động của Trung Quốc khi mà là một cái nước mà có giá trị tài sản lớn nhất thì rất là mạnh. Và bên cạnh cái việc đấy thì chúng ta cũng thấy là Trung Quốc cũng là một trong những cái nước mà dẫn đầu trong cái việc là đầu tư tiền số trong giai đoạn vừa rồi. Và khi mà có cái sự siết chặt này của chính phủ Trung Quốc thì cũng có thể là ảnh hưởng phần nào đến cái thị trường tiền số này. Vâng, cảm ơn anh Duy ạ. Và chúng ta sẽ đến với tin tức thứ 3 của phần thông tin vĩ mô, đó là Việt Nam quay trở lại xuất siêu sau 5 tháng liên tiếp nhập siêu. Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư tháng thứ 2 liên tiếp và giúp cho Việt Nam quay trở lại xuất siêu 160 triệu USD tại tháng 10 năm 2021. Cụ thể đó là thặng dư thương mại trong tháng 10 đạt 2,85 tỷ USD với hoạt động xuất khẩu tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tăng trưởng nhập khẩu giảm từ 10,2% so với cùng kỳ trong tháng 9 xuống 8,1% so với cùng kỳ trong tháng 10. Và lũy kế 10 tháng thì cán cân thương mại thâm hụt 1,45 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm 2020 thì nền kinh tế xuất siêu 16,63 tỷ USD. Cán cân thương mại sau 10 tháng phản ánh việc giãn cách xã hội ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên thì xuất siêu trở lại từ tháng 9 do các hoạt động sản xuất kinh doanh được dần dần mở cửa trở lại là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế của Việt Nam. Và chúng tôi đánh giá các doanh nghiệp xuất khẩu đang bắt đầu quá trình hồi phục và sẽ cần thời gian để đạt được 100% công suất khi tình hình thiếu hụt lao động chưa được giải quyết. Và tuy nhiên thì nền quý 3 năm 2021 thấp hơn sẽ là yếu tố cần chú ý khi mà các doanh nghiệp xuất khẩu kỳ vọng hồi phục mạnh mẽ hơn vào năm 2022. Dạ vâng, đối với cả cái thông tin này thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đấy là về cái việc là đầu tiên là tại sao mà cái việc là chúng ta xuất siêu trở lại là bởi vì do là cái thời gian vừa qua thì là Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu là hết được giãn cách, và chúng ta cũng biết rằng là Hồ Chí Minh là một trong những cái trọng điểm ở khu vực xung quanh Hồ Chí Minh là một trong những cái trọng điểm về khu công nghiệp của chúng ta. Và nếu mà xét theo cái mặt dịch chuyển bằng đường biển thì chúng ta sẽ thấy là bên phía Hồ Chí Minh là bên phía miền Nam, cái mép cụm cảng, cái mép Thị Vải là chiếm đến hơn 70% cái sản lượng hàng hóa là đi qua các cảng.
Chính vì như thế cho nên thành ra khi mà Hồ Chí Minh khi mà khu vực miền phía Nam hồi phục trở lại thì cũng đã khiến cho là cái việc là xuất khẩu của chúng ta là tốt hơn. Và cái xuất khẩu thì chúng ta cũng sẽ biết rằng là chủ yếu là mặt hàng linh kiện điện tử, và thứ hai là sẽ đến từ cái việc là đến từ cái mặt hàng là thủy sản và dệt may. Thì đối với cả linh kiện điện tử thì sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào cái việc là cái thị trường nước ngoài, và với cả hơn thế nữa là các chuyên gia của nước ngoài về đây. Và chính vì như thế cho nên thành ra là chúng ta cũng thấy là cái đợt vừa rồi là cũng đã bắt đầu là mở cửa cho khách du lịch trở lại, thì cũng nghĩa là cũng là mở cửa đường bay tốt hơn, thì qua đấy là cũng sẽ là kích thích thêm nữa cái việc là xuất khẩu của chúng ta. Và tuy nhiên thì cái việc xuất khẩu này lại có một số cái nhược điểm mà chúng ta có thể cần phải lưu ý. Đấy là đầu tiên là cái thời gian mà xuất khẩu trở lại của Việt Nam thì lại đúng vào cái giai đoạn mà cái mặt hàng hóa là đang có xu hướng giảm, thì thành ra là đầu ra của chúng ta là nghĩa là nếu mà không cái linh kiện điện tử thì không vấn đề gì, nhưng mà các doanh nghiệp xuất khẩu ở trên sàn của chúng ta, ví dụ như là nhóm dệt may hay là nhóm thủy sản các thứ, thì có thể là cái đầu ra là cũng có thể bị ảnh hưởng một phần nào đấy liên quan đến cái mặt bằng giá là đang có sự điều chỉnh. Trong khi đấy thì một phần nữa là cái hàng tồn kho của chúng ta thì lại là từ giai đoạn trước thì lại có thể là đang là ở cái vùng giá vốn cao, thì cái việc này sẽ khiến cho là mặc dù là cái xuất khẩu này nó hồi phục ngay nhưng mà sẽ cần thêm thời gian để có thể là thực sự là phục hồi. Vâng, cảm ơn anh Duy. Như vậy là chúng ta đã đi xong phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó là phần thông tin vĩ mô. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại ở dưới comment, và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp và giao lưu cùng quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Với tin tức đầu tiên, đó là lãi suất tiếp tục đi ngang ở vùng thấp, chịu áp lực tăng đầu năm 2022. Và nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, lãi suất tiết kiệm giữ nguyên, cao nhất ở mức 5,6% tại Vietinbank. Ba ngân hàng còn lại là Vietcombank, Agribank và BIDV ở mức 5,5% trên một năm đối với các kỳ hạn dài từ 12 tháng cho đến 36 tháng. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tăng lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng. Sacombank tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy từ 0,1 đến 0,3%. Eximbank tăng 0,1% lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống và tăng 0,1% đến 0,2% trên một năm lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng. Như vậy thì lãi suất chỉ tăng nhẹ cục bộ, tuy nhiên thì năm 2022 dự báo lạm phát có thể tăng mạnh lên 3,5 đến 4%. Người dân sẽ cần tăng cường bảo vệ tài sản và rút tiền khỏi ngân hàng nếu như lãi suất không đạt kỳ vọng, và các ngân hàng thì sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng lãi suất đầu vào, nhất là những ngân hàng nhỏ, tính thanh khoản yếu, vốn ít trong thời gian tới. Vâng ạ, đối với cả thông tin này thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là có một cái áp lực của cái việc là huy động tiền gửi của các ngân hàng, là bởi vì do chúng ta cũng đã thấy rằng là cái đợt trước đấy thì là khi mà dịch Covid diễn ra thì các ngân hàng cũng rất là khó để có thể là giải ngân, và cho nên là thành ra là dẫn tới là cả đầu ra lẫn đầu vào của họ là đều không có nhu cầu quá là nhiều, khiến cho là cái mặt bằng lãi suất là thấp. Tuy nhiên gần đây thì là các ngân hàng đã giải ngân được tốt trở lại, thì thành ra là nó cũng sẽ khiến cho là cái việc là họ cần thêm bổ sung thêm nguồn vốn để mà có thể là hoạt động, thì đã khiến cho là những cái ngân hàng nhỏ thì là có vốn mỏng như bạn Duyên đã nói thì là tăng cái lãi suất nhẹ. Còn đối với cả cái mặt bằng lãi suất đầu ra thì chúng ta đều biết rằng là liên quan đến cái việc là nhà nước là muốn là duy trì mặt bằng lãi suất thấp để kích cầu kinh tế, cho nên thành ra là cái khả năng cao là cái lãi suất đầu ra thì vẫn chưa tăng ngay. Tuy nhiên là nếu mà theo thời gian mà khi mà cái lãi suất huy động mà vẫn tiếp tục tăng thì thành ra là cũng vẫn sẽ có áp lực lên cả lãi suất đầu ra. Vâng, cảm ơn anh Duy. Và chúng ta sẽ đến tin tức thứ hai trong phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng, đó là ngân hàng tăng cường vay vốn nước ngoài. Trong bối cảnh cạnh tranh thì lượng tiền gửi thanh toán của khách hàng, nhiều ngân hàng tìm đến các dòng vốn rẻ khác, trong đó có định chế tài chính quốc tế. VPBank và SMBC ký khoản vay hợp vốn của 4 ngân hàng quốc tế và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, giá trị lên tới 300 triệu USD. Techcombank huy động khoản vay hợp vốn nước ngoài 800 triệu USD, 600 triệu USD là kỳ hạn 3 năm và 200 triệu USD kỳ hạn 5 năm. HDBank nhận khoản vay hợp vốn 71 triệu USD do Megabank thu xếp và 50 triệu USD từ Propaco, tổ chức tài chính phát triển của Pháp. Như vậy thì vay vốn nước ngoài với lãi suất thấp trong khi Việt Nam đồng giữ giá trị là yếu tố rất là thuận lợi đối với các ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên thì các ngân hàng có xếp hạng tín nhiệm tốt, đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế thì sẽ nhận được nguồn vốn với chi phí thấp hơn.
Xin mời anh Duy ạ. Vâng, đối với cả thông tin này thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đấy là cái hình ảnh của Ngân hàng Việt Nam, hay là nói chung là cái hình ảnh của đất nước Việt Nam thì càng ngày càng tốt lên trong mắt các bạn bè quốc tế. Qua đấy thì là sẽ giúp cho chúng ta là có thể là huy động được nguồn vốn nước ngoài tốt hơn. Và mọi người cũng đã biết rằng là cái nguồn vốn nước ngoài thì có cái lãi mặt bằng lãi suất là thấp hơn cả Việt Nam. Thành ra là cũng sẽ giúp cho các ngân hàng sẽ có huy động được cái việc là huy động được nguồn vốn giá rẻ. Và cái huy động này thì chúng ta còn có thể được củng cố hơn nữa khi mà cái nếu mà trong vòng vài năm trở lại đây thì chúng ta đều thấy là cái tỷ giá của Việt Nam là được duy trì tương đối ổn định nhờ việc là Việt Nam là định hướng là một nước là xuất siêu mạnh. Và qua đấy thì là cũng sẽ giúp cho là cái hoạt động là huy động của các ngân hàng nó sẽ dễ dàng hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh Duy ạ. Và chúng ta sẽ đến một tin rất là nổi bật trong phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng ngày hôm nay, đó là chính thức siết quy định ngân hàng rót vốn và trái phiếu doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 16/2021 quy định việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Ba trường hợp tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp bao gồm: thứ nhất, đó là tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành; thứ hai, đó là tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để góp vốn mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; và thứ ba, đó là tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động. Như vậy thì quy định siết chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng cùng với việc HNX đang tập trung nghiên cứu xây dựng thị trường giao dịch thứ cấp cho trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, vừa bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, vừa chia sẻ gánh nặng huy động vốn chung và dài hạn dồn lên vai của các ngân hàng. Vâng, đối với cả thông tin này thì chúng ta sẽ thấy là nó vừa là tích cực cũng như là đồng thời cũng là tiêu cực. Đối với cả điểm tích cực ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy đấy là việc là chúng ta nhìn nhận được rằng cái nguồn vốn, cái dòng vốn mua trái phiếu doanh nghiệp đang là một cái dòng vốn đổ tiền mới của các tổ chức tín dụng nói chung hay là của các nhà gửi tiết kiệm nói riêng. Thì cái việc này nó cũng sẽ khiến cho là bởi vì do trái phiếu doanh nghiệp thì nó ít ràng buộc hơn, cho nên thành ra là sẽ giúp cho việc là huy động nó dễ dàng hơn, nhưng mà đồng thời cũng là một trong những cái sơ hở để có thể là tạo ra những cái bong bóng tài chính. Thì thành ra là cái hành động của Ngân hàng Nhà nước đợt vừa rồi là rất là xác đáng thôi. Và chúng ta đều biết rằng là cái Ngân hàng Nhà nước thì họ đã quy định là các tổ chức tín dụng hay là các ngân hàng nước ngoài là mua bán trái phiếu doanh nghiệp với 3 trường hợp. Thì cái trường hợp đầu tiên đấy là cái tái cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành. Thì cái này nó sẽ khiến cho là các doanh nghiệp mà khi mà họ muốn đảo nợ thì nó sẽ khó hơn. Thành ra là ví dụ như hồi xưa chúng ta đều biết là để tránh cho việc là khi mà các công ty chứng khoán hay là các ngân hàng khi mà phát hành cái trái phiếu cho doanh nghiệp mà để tránh cho là cái việc là cái rủi ro liên quan đến cái việc là vỡ nợ, thì thành ra là họ thường sẽ chỉ chọn cái kỳ hạn ngắn thôi, là kỳ hạn khoảng 1 năm chẳng hạn, và sau khi mà hết 1 năm thì họ sẽ lại làm một cái khoản trái phiếu mới để đáo hạn cái khoản vay này. Thì thành ra là qua đấy thì nó sẽ khiến cho những cái khoản vay trái phiếu của các ngân hàng hay là của các doanh nghiệp này thì nhìn chung là trông sẽ an toàn hơn, bởi vì do là có kỳ hạn ngắn nhưng mà nó lại tiềm chứa cái rủi ro khác. Thì thành ra là khi mà không được mua lại cơ cấu như này nữa thì sẽ khiến cho là các doanh nghiệp là sẽ phải phát hành cái kỳ hạn trái phiếu dài hơn, và khi mà phát hành những kỳ hạn trái phiếu dài hơn thì cũng sẽ khiến cho các nhà đầu tư cũng như các tổ chức tín dụng khác là họ sẽ phải xem xét kỹ hơn về cái điều khoản đầu tư hay là về những cái việc là về cái tài sản đảm bảo của những cái loại trái phiếu này, và qua đấy thì cũng là giúp cho là cái thị trường nó an toàn hơn. Đối với cả những hai thông tin đằng sau thì chúng ta đều thấy là nó sẽ tác động nhiều nhất là đến cái khả năng cao là sẽ tác động nhiều nhất đến cái nhóm bất động sản, bởi vì do chúng ta cũng sẽ thấy là bất động sản thì họ sẽ cần phải dùng tiền để mà có thể là giải phóng mặt bằng, hoặc không thì là để mà mua những cái công ty khác mà đang có quỹ đất sạch. Thì cái việc là khi mà không được góp vốn mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để mà góp vốn và mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác nữa thì cũng sẽ khiến cho là cái hạn chế cái việc là những cái doanh nghiệp bất động sản là có thể là thâu tóm được quỹ đất tốt hơn qua việc là huy động trái phiếu. Thì qua đây là cũng sẽ làm ảnh hưởng một phần nào đấy đến cái thị trường bất động sản. Dạ vâng, cảm ơn anh Duy. Và sau đây thì chúng tôi sẽ sang phần thứ 3 của chương trình ngày hôm nay, đó là về kênh cổ phiếu. Với tin tức đầu tiên, đó là triển vọng ngọt cho ngành đường năm 2022. Các công ty sản xuất đường vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3 năm 2021 nhờ giá bán trong nước tăng 13% so với cùng kỳ do được hỗ trợ bởi giá đường thế giới tăng. Bên cạnh đó là tác động từ thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Giá đường thế giới tăng 49% so với cùng kỳ và 10% so với quý trước do nguồn cung đường giảm tại Brazil.
trong khi tăng tại Thái Lan. Và dự báo thì tình trạng thiếu cung trong niên vụ 2021-2022 nằm trong khoảng 3-4 triệu tấn. Tại thị trường nội địa thì các công ty sản xuất đường vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3 năm 2021 nhờ giá bán trong nước tăng do được hỗ trợ bởi giá đường thế giới. Và như vậy thì chúng tôi đánh giá với việc mà gia tăng các biện pháp phòng vệ áp dụng với đường nhập khẩu từ Thái Lan tạo nên triển vọng rõ rệt cho các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước và mở ra câu chuyện tăng trưởng cho ngành đường trong dài hạn. Xin mời anh Duy đánh giá về ngành đường ạ. Vâng, đối với cả cái diễn biến giá của đường thì nó sẽ hơi khác với cả những cái mặt hàng hàng hóa cơ bản khác. Tại vì do đường là một trong những cái mặt hàng mà được các nước được bảo hộ rất là nhiều. Chúng ta có thể thấy là rất hiếm khi nhìn thấy những cái mặt hàng nhập khẩu mà có cái thuế suất là lên đến tận là 45% hay là 50%, thì đấy là cái thứ mà Việt Nam đang áp cho cái đường Thái Lan hiện tại. Và qua đấy thì là nó sẽ giúp cho là đảm bảo được cái nguồn cung của cái đường đảm bảo được cái việc là sản xuất đường tại Việt Nam thì nó ổn định hơn. Và hồi xưa thì mặc dù là áp thuế rất là cao nhưng mà Việt Nam thì vẫn là bị ảnh hưởng bởi đường Thái Lan, là tại vì do là bên Thái họ sẽ chuyển sang là họ chuyển đường sang Lào, rồi từ Lào thì lại nhập vào Việt Nam, thì qua đấy là họ đi theo cái đường tiểu ngạch hay là đi theo những cái đường mà lách luật để mà có thể là vào được Việt Nam, thì hiện tại là chúng ta cũng đã làm siết chặt hơn những cái đấy. Thì qua đấy thì thành ra là chúng ta sẽ thấy là mặc dù là cái diễn biến của hàng hóa, mặt bằng hàng hóa nói chung thì là đang có dấu hiệu điều chỉnh, ví dụ như là giá dầu hay là giá thép, thì giá đường vẫn chỉ là đi ngang thôi. Và ngoài ra nữa thì là Việt Nam thì lại đang được bảo hộ, cho nên thành ra là cũng là khiến cho là cái triển vọng của ngành đường thì vẫn chưa là quá là tiêu cực so với cả những cái nhóm ngành commodity khác. Nhưng mà tuy nhiên thì có một cái điều lưu ý, đấy là cái giá đường Việt Nam hiện tại là đang cao hơn rất là nhiều so với cả cái giá đường thế giới, thì cũng sẽ khiến cho là và thành ra là bởi vì tại sao lại có cái việc này, thì như tôi đã nói là thứ nhất là thuế, mà thứ hai là siết cung từ Thái Lan vào, và thứ ba là cái cung ở Việt Nam thì hồi xưa bị cạnh tranh quá là mạnh, cho nên là chưa các doanh nghiệp đường hay là những cái vùng nuôi trồng mía thì vẫn là chưa kịp là trồng trở lại. Thì qua đấy là chúng ta sẽ thấy là cái giá đường của Việt Nam thì sẽ có cái áp lực điều chỉnh thôi, nhưng mà nó sẽ không diễn ra ngay mà khả năng cao là sẽ vào nửa cuối năm 2022. Vâng. Vâng, cảm ơn anh Duy. Và chúng ta sẽ sang tin tiếp theo của phần kênh cổ phiếu. Thì tuần này chúng tôi có nhắc đến cổ phiếu P&J, triển vọng tươi sáng trở lại từ tháng 10. P&J báo cáo doanh thu sơ bộ tháng 10 năm 2021 tăng trưởng ở mức 12-15% so với cùng kỳ, củng cố đà hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn giãn cách xã hội. P&J, theo chúng tôi đánh giá thì P&J vẫn là một doanh nghiệp xứng đáng để đầu tư với một số luận điểm. Thứ nhất, đó là thị phần trang sức hơn 30% và tiếp tục mở rộng sau đại dịch. Thứ hai, đó là các chiến lược của P&J sẽ hỗ trợ tăng trưởng ngành bán lẻ của doanh nghiệp trong tương lai. Và thứ ba, đó là tăng cường số hóa, đẩy mạnh bán hàng đa kênh. Và thứ tư, đó là trạng thái bình thường mới sau đại dịch. Và chúng tôi kỳ vọng P&J có thể tăng trưởng lợi nhuận dòng mạnh mẽ và đạt 60,7% so với cùng kỳ vào trong năm 2022-2023. Anh Duy có đánh giá gì về P&J không ạ? Vâng, cổ phiếu P&J thì chắc chắn là sẽ được hưởng lợi khi mà cái Covid là được phục hồi. Ngoài ra nữa thì là nếu mà khi mà nền kinh tế phục hồi thì cái sức mua của người dân cũng sẽ là quay trở lại, và hơn nữa là họ cũng sẽ là những cái đợt cưới trước đấy mà bị delay lại bởi vì do là cái giãn cách xã hội thì cũng có thể là sẽ được tiến hành trong cuối năm. Thì qua đấy là cũng sẽ khiến cho cái nhu cầu tiêu dùng của P&J tăng lên vào cuối năm nay. Thì thành ra là tôi nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể là quan sát và theo dõi thêm, và cũng khá là hấp dẫn để có thể là mua, bởi vì do là dù sao thì đây cũng là bên cạnh cái việc là được hưởng lợi ngắn hạn từ cái việc là hết dịch Covid và kinh doanh phục hồi, thì P&J cũng là một trong những cái cổ phiếu mà còn rất là nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai và có cái lợi thế cạnh tranh thì khá là bền vững so với cả những đối thủ cùng ngành. Dạ vâng. Tin tiếp theo của phần kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi sẽ cập nhật hiệu quả của danh mục tăng trưởng từ đến ngày 19 tháng 11 năm 2021. Như chúng tôi để ở trên màn hình, đó là danh mục tăng trưởng của chúng tôi thì gồm có 10 mã. Và tính từ đầu năm cho đến nay thì hiệu quả của danh mục tăng trưởng của chúng tôi đạt 54,1% so với chỉ số VN Index là 29,6%. Và để có thể nhận được những cái cập nhật của chúng tôi về danh mục thì quý nhà đầu tư có thể tham gia vào các cộng đồng hoặc là vào trang web vndirect.com.vn của chúng tôi để cập nhật danh mục của chúng tôi được hàng tháng ạ.
Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác, đó là giá vật liệu xây dựng liên tục tăng, ai sẽ được hưởng lợi? Giá nguyên vật liệu tăng liên tiếp các tháng gần đây, trong đó thì giá thép đã tăng 40-50%, xi măng, cát đá tăng 10% kể từ đầu năm. Các nguyên vật liệu trên tăng giá đã dẫn đến cho chi phí xây dựng tăng lên từ 1,25-1,4 lần, khiến cho nhiều nhà thầu bị lỗ và không thể tiếp tục thi công. Và đối với các hợp đồng xây dựng chọn gói thì thường thi công với giá cố định theo dự toán, trong đó thì tổng mức đầu tư không điều chỉnh và dòng vốn đầu tư công giải ngân lớn cộng thêm với việc tắc nghẽn nguồn cung, bất động sản được tháo gỡ sau khi bị đình trệ 3 năm trở lại và dự báo thì giá nguyên vật liệu sẽ tiếp tục tăng. Như vậy thì chi phí nguyên vật liệu chiếm khá lớn trong giá thành sản phẩm bất động sản, chi phí tăng thúc đẩy cho giá bán tăng và căn hộ thì có chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn bị ảnh hưởng tiêu cực hơn. Và doanh nghiệp với dự án đang hoặc sắp mở bán với các sản phẩm đất nền liền kề, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng thấp hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Xin mời anh chị. Vâng, đối với cả thông tin này thì giá nguyên vật liệu thì chúng ta đều biết đấy là do là cái mặt bằng giá thép là tăng trong thời gian vừa qua, do cái việc là giá thép bên Trung Quốc cũng tăng khi mà họ là chuyển sang là cắt bớt cái sản lượng thép sản xuất tại trong nước và đẩy mạnh cái việc là đầu tư công. Và như chúng ta đã biết thì cái đợt vừa rồi thì giá thép đã giảm, tuy nhiên là giá thép tại Việt Nam thì vẫn chưa giảm mấy mà chỉ là đang gặp cái áp lực là sẽ giảm thôi. Thì thành ra là mặc dù đúng là giá vật liệu xây dựng là đợt trước là có liên tục tăng, nhưng mà sắp gần đây thôi thì khả năng cao là sẽ không còn cái động lực tăng trưởng nữa. Còn nếu mà về lâu về dài thì khi mà cái giá thép được hạ xuống thì nhóm nào được hưởng lợi, thì tôi nghĩ là cái thông tin này nó sẽ có hai nhóm được hưởng lợi. Thứ nhất là cái nhóm bất động sản, bởi vì chúng ta đều biết là cái giá thép tăng thì cũng sẽ khiến cho là cái giá xây nhà là tăng lên, trong khi đấy thì là giá nhà thì vẫn chưa tăng tương xứng so với cả giá thép, thì thành ra là khi mà giá thép giảm thì cũng sẽ tạo ra một cái động lực để cho các nhà phát triển bất động sản là xây dựng là dễ hơn. Ngoài ra nữa thì có một nhóm khác mà có thể là được hưởng lợi nếu mà giá vật liệu xây dựng giảm, thì đấy là chúng ta sẽ thấy đấy là chính là cái nhóm xây lắp ạ. Cái nhóm xây lắp thì hiện tại là nếu mà trước đây thì là gần như là vì giá thép tăng nên thành ra là cái biên gộp của nhóm này hay là cái giá nguyên vật liệu nói chung tăng thì khiến cho biên gộp của nhóm này rất là thấp. Thì trong thời gian tới khi mà cái nhu cầu bất động sản trở lại thì xây dựng trở lại thì có thể là sẽ khiến cho là cái mặt bằng công việc của cái nhóm xây dựng là sẽ tăng lên. Ngoài ra nữa thì là cái việc là giá nguyên vật liệu cũng giảm đi thì cũng sẽ khiến cho là họ phục hồi được cái giá vốn hàm bán hay là cái biên lợi nhuận gộp là tốt như hồi xưa. Vâng, thì đấy là một số quan điểm của tôi. Dạ vâng. Và kênh tài sản khác tuần này thì chúng tôi nhắc đến một tin tức khác, đó là thủy sản Việt Nam ảnh hưởng nặng bởi suy giảm từ thị trường Trung Quốc. Trung Quốc nằm trong 3 nước nhập khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam, chiếm gần 17% giá trị thủy sản xuất khẩu. Tuy nhiên thì tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc tương đối tiêu cực trong năm nay, khi mà xuất khẩu sang thị trường này giảm từ 11-50% tùy tháng so với năm ngoái. Và đáng chú ý đó là trong quý 3 xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, trong đó thì tháng 8 giảm 36%, tháng 9 giảm 51%. Hai sản phẩm bị ảnh hưởng nặng nề là cá tra và tôm giảm 20% và 23% so với cùng kỳ tháng 9. Và theo đuổi chính sách Zero Covid, Trung Quốc đã mạnh tay áp dụng các biện pháp kiểm soát với mặt hàng đông lạnh nhập khẩu, dẫn đến hàng hóa bị ách tắc và doanh nghiệp bị đình chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc do bao bì sản phẩm xuất hiện Covid. Và như vậy thì sản xuất gián đoạn, chi phí tăng do tình hình Covid-19 tại nội địa, trong khi thị trường tiêu thụ chính bị ảnh hưởng lớn, và kết quả kinh doanh quý 4 năm 2021 của doanh nghiệp thủy sản, ví dụ như là ANV, IDI thì sẽ có thể bị ảnh hưởng. Vâng, với cái thông tin này thì chúng tôi cũng đã phân tích rất là kỹ ở trong cái tọa đàm của chúng tôi vào những cái số trước về cái nhóm ngành thủy sản. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đầu tiên là những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu chính sang bên thị trường Mỹ, ví dụ như là VHC, thì vẫn là sẽ không bị ảnh hưởng mấy về cái thông tin này. Ngoài ra nữa thì những cái doanh nghiệp như là ANV thì họ cũng đang có định hướng là sẽ xuất khẩu sang Mỹ trong thời gian tới để tránh cái việc là bị ảnh hưởng đến Trung Quốc. Và hơn thế nữa là khi mà mặc dù là Trung Quốc theo đuổi chính sách COVID, Zero COVID, thì nhưng mà trong tương lai khi mà COVID là tiếp tục là hạ nhiệt xuống nữa thì có thể là sẽ giúp cho là cái thị trường này phục hồi trở lại, thì qua đấy là cũng sẽ là tạo ra một cái bức tranh là tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn cho những cái doanh nghiệp thủy sản này. Dạ vâng ạ. Và chúng ta sẽ sang tin thứ ba của phần kênh
kênh tài sản khác. Thì lần này thì chúng tôi tiếp tục nhắc đến với quý nhà đầu tư, đó là đầu tư trái phiếu cùng với dự án điện gió lớn nhất Đông Nam Á. Thì quý nhà đầu tư có thể nghe thấy thông tin đó là trend năng lượng sạch trên quy mô toàn thế giới và Việt Nam định hướng đó là điện gió và điện mặt trời sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn phát điện đến năm 2045 là 42% và 2020 là 23%. Và Trung Nam Group là nhà phát triển hàng đầu về năng lượng tái tạo Việt Nam, tài sản 2,3 tỷ USD tương đương với GDP của tỉnh Nam Định và là một trong số ít nhà đầu tư có thể tự thi công hạ tầng và nhà máy điện, có lợi thế đàm phán với các nhà cung cấp thiết bị điện. Hiện tại thì Trung Nam Group chưa có mã cổ phiếu trên sàn, nhưng mà tuy nhiên thì để có thể quý nhà đầu tư được vào doanh nghiệp này thì quý nhà đầu tư có thể tham khảo đến trái phiếu của doanh nghiệp Trung Nam. Với doanh nghiệp này thì họ nhằm tăng quy mô hoạt động của công ty và huy động vốn cho dự án năng lượng tái tạo đầy tiềm năng là nhà máy điện gió Ea Nam. Trung Nam Group đã phát hành các mã trái phiếu với kỳ hạn từ 1 năm, 7 năm và 9 năm phù hợp với nhu cầu đa dạng của quý nhà đầu tư. Và khi mà quý nhà đầu tư tham gia vào trái phiếu này thì lợi suất đầu tư sẽ lên đến từ 9,3 đến 9,7% trên một năm, cao hơn so với lãi suất tiết kiệm. Với tài sản đảm bảo có giá trị rất là lớn, hơn 130% giá trị phát hành là dự án điện gió lớn nhất Đông Nam Á đã hoàn thiện pháp lý ký hợp đồng mua bán điện. Và trái phiếu thì sẽ được cam kết mua lại định kỳ, giảm thiểu rủi ro cho trái chủ. Quý nhà đầu tư có thể tham khảo và kỹ hơn về trái phiếu này ở mã QR code mà chúng tôi có để trên màn hình. Sau đây, như vậy là chúng tôi đã đi qua phần kênh tài sản khác. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại dưới comment. Và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp và giao lưu cùng quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần câu chuyện đầu tư. Xin mời anh Duy ạ. Vâng, câu chuyện đầu tư của chúng tôi ngày hôm nay thì nói về câu chuyện thám hiểm Bắc Cực. Thì vào năm 1911 thì có hai đoàn thám hiểm Nam Cực, là một là đoàn Na Uy và hai là đoàn người Anh, thì chúng ta và cùng nhau là đi thám hiểm. Thì chúng ta sẽ thấy là đoàn của Na Uy thì họ đã đến sớm hơn một tháng và về nhà an toàn, trong khi đấy ngược lại thì cái đoàn người Anh thì mặc dù là cũng xuất phát giống nhau nhưng mà lại khi mà về đích thì gần như là đã bị thiệt hại rất là nhiều và mất cả mạng sống. Thì tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy, khi mà đoàn Na Uy thì vừa đi nhanh hơn lại còn vừa an toàn hơn? Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có 4 cái điểm khác biệt. Thứ nhất là đoàn Na Uy thì họ dành rất là nhiều năm để tìm kiếm để mà đọc kiến thức về Nam Cực, cũng như là họ sống với cả người Eskimo để quan sát thêm việc cách người Eskimo tồn tại Nam Cực, trong khi đoàn người Anh thì không dành đủ thời gian để tìm hiểu những cái rủi ro mà có thể gặp phải. Thứ hai là đoàn người Na Uy thì họ dùng chó để tránh đổ mồ hôi và dùng chó để mà dẫn đường, trong khi là đoàn Nam Cực thì lại dùng ngựa. Thứ ba là đoàn người Na Uy thì họ thử nghiệm rất là nhiều loại thức ăn khác nhau, trong khi là đoàn người Anh thì không có những cái thử nghiệm đấy. Và cuối cùng là họ mang nhiều hơn so với cả sự cần thiết, cánh và cẩn thận đánh dấu lại cái trên đường đi bằng những cái cờ đen. Và trong khi là đoàn người Anh thì họ chỉ là mang đủ thức ăn thôi và không có cái phương án B. Thì thành ra là chúng ta có thể nhìn thấy là đầu tiên đấy là bên Na Uy thì họ đã dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu cái việc này. Và trước khi nói đến là ứng dụng là gì thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là bên Na Uy là họ dành nhiều thời gian hơn để mà tìm hiểu về cái thứ mà họ đang sắp sửa đi. Ngoài ra nữa thì họ cũng lường rất là nhiều cái rủi ro khác nữa. Thì cái này nó cũng hơi giống với cả cái việc đầu tư, đấy là khi mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải hiểu kỹ hơn về cái cổ phiếu đấy, và thứ hai nữa là chúng ta cần phải có những cái phương án phòng bị cho cái việc là những cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi chúng ta đầu tư cổ phiếu đấy. Tránh cái việc là khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta thường chỉ nghĩ đến những cái phương án tốt thôi mà bỏ qua mất những cái vấn đề rủi ro. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là đầu tiên là phải tìm hiểu kỹ ở đây thì là bao gồm là nói chuyện với cả những cái người trong trong ngành, hay là nói chuyện với cả những người đã từng đầu tư cổ phiếu đấy để có thể hiểu hơn. Và thứ hai nữa là chúng ta cần phải chuẩn bị trước những cái trường hợp là cổ phiếu có thể giảm, hay là cổ phiếu là có thể đi không đúng cái hướng của chúng ta, nhưng mà cái việc đấy cũng sẽ không khiến cho chúng ta là bị ảnh hưởng lắm. Thì cái này là nó sẽ hiểu dễ hơn là như nào. Là ví dụ như quý nhà đầu tư nếu mà cùng đầu tư margin hai cổ phiếu và cùng đầu tư margin, nhưng mà nếu mà chúng ta đầu tư margin 100% và khi mà tự dưng là thị trường chuyển biến xấu hay là cổ phiếu nó đi không đúng với cả cái diễn biến mong đợi của chúng ta, thì có thể là chúng ta bị call margin và buộc phải bán ở vùng giá rất là thấp, và sau đấy thì thị trường hồi thì chúng ta là mất cơ hội đầu tư. Và ngoài ra nữa thì
Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là bên đoàn người Na Uy họ dùng chó để mà dẫn đường, thì cái này cũng có thể hiểu đơn giản hơn. Thì ý là ở đây là khi mà chúng ta đầu tư thì trước khi vào thì chúng ta cũng nên thăm dò trước, đầu tư một khoản nhỏ thôi, và sau đấy là khi mà chúng ta đã hiểu hơn về thị trường rồi thì mới hãy là nâng cao quy mô lên dần dần, chứ cũng không nên là nâng quá là đột ngột. Và cái việc này thì cũng nó cũng thể hiện rằng là giống như khi nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán thì cũng nên chỉ là đầu tư bắt đầu bằng số tiền nhỏ, và sau đấy thì là khi mà đã hiểu hơn thì chúng ta tự tin hơn, chúng ta mới tăng dần lên, nhưng cũng không nên tăng quá vội vã trong các đợt tăng vốn. Dạ vâng, cảm ơn câu chuyện rất hay của anh Duy ạ. Như vậy thì trước khi chúng ta chuyển sang phần trả lời câu hỏi và giao lưu của quý nhà đầu tư, thì tôi xin nhắc lại với quý nhà đầu tư về mini game ngày hôm nay của chúng tôi. Đó là quý nhà đầu tư hãy tham gia mini game của chúng tôi bằng cách like, share chương trình ngày hôm nay và kèm thêm đáp án cộng với 3 con số may mắn của quý nhà đầu tư để có thể nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn của chúng tôi. Đó là gói giao dịch Tomato 30 trị giá 500.000 đồng trên tháng. Khi mà quý nhà đầu tư giao dịch 666 triệu đồng thì sẽ được miễn phí ạ. Và ngoài ra thì tôi xin phép được nhắc đến quý nhà đầu tư về những chương trình của chúng tôi để quý nhà đầu tư có thể tham gia theo dõi. Thứ nhất đó là chúng tôi ngoài chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi còn có chương trình cổ phiếu 360 độ. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích một mã cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Chương trình của chúng tôi sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ thứ năm hàng tuần. Chương trình thứ hai đó là chương trình tọa đàm đầu tư. Chương trình này chúng tôi dành riêng cho khách hàng của VN Direct. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích và đưa ra nhận định về các mã cổ phiếu và thị trường. Thời gian sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ thứ tư hàng tuần. Chương trình thứ ba đó là chương trình nhịp đập thị trường. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ đưa ra những nhận định về phân tích kỹ thuật đối với các mã cổ phiếu, xu hướng ngành và toàn cảnh thị trường của phiên giao dịch ngày hôm đó. Chương trình này chúng tôi sẽ diễn ra hàng ngày vào lúc 16 giờ. Và chương trình tiếp theo đó là chương trình D-Insight bàn tròn chuyên gia. Ở chương trình này thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa ra nhận định chiến lược thị trường và các kênh tài sản. Thời gian thì chúng tôi sẽ diễn ra chương trình này sẽ là một tháng một lần. Ngoài ra thì chúng tôi còn có 4 cộng đồng, đó là cộng đồng đầu tư thích sản, đầu tư thịnh vượng D-Well, cộng đồng thứ hai là cộng đồng giao dịch chứng khoán D-Stock, cộng đồng thứ ba đó là cộng đồng gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư D-Go, và cộng đồng thứ tư đó là cộng đồng bảo an tài chính D-Life. Chúng tôi có để các mã QR code của 4 cộng đồng này ở trên màn hình cho quý nhà đầu tư. Quý nhà đầu tư hãy kích vào đó để tham gia cộng đồng của chúng tôi, để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về thị trường các mã cổ phiếu, để chúng tôi có thể đồng hành cùng quý nhà đầu tư trên chặng đường đầu tư của mình ạ. Và tất cả những thông tin của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VN Direct. Quý nhà đầu tư hãy follow page của chúng tôi để được nhận được những thông tin của chúng tôi một cách sớm nhất. Sau đây thì chúng tôi sẽ quay trở lại với phần giao lưu và giải đáp câu hỏi của quý nhà đầu tư. Dạ vâng, trước khi bắt đầu vào phần này thì tôi xin phép được giải thích với quý nhà đầu tư, đó là chương trình của chúng tôi thì được phát sóng ở trên kênh YouTube và trên kênh Facebook. Chính vì vậy mà tôi sẽ kết hợp cả hai câu hỏi ở trên hai nền tảng này để tất cả quý nhà đầu tư của chúng ta sẽ cùng được giải đáp và cùng được giao lưu với chuyên gia. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của quý nhà đầu tư Tân Trần, với câu hỏi đó là lúc này vào HVN có ổn không ạ? Xin mời chuyên gia. Vâng, đối với cả cổ phiếu HVN thì như lúc nãy tôi có chia sẻ với cả quý nhà đầu tư, đấy là khi mà hàng không quốc tế quay trở lại thì thành ra là cái nhóm hàng không cũng sẽ được hưởng lợi. Ngoài ra nữa thì cổ phiếu HVN còn được hưởng lợi khác nữa. Đấy là từ cái việc là cái mặt bằng giá dầu hiện tại là cũng đang bắt đầu giảm. Thành ra là cũng sẽ khiến cho là cái đầu vào của cái nhóm hàng không này là cũng sẽ là có chi phí thấp đi. Thì thành ra là về lâu về dài thì chúng ta đang nhìn thấy là có một cái xu hướng tăng về cái bức tranh là doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý, đấy là cái giai đoạn trước khi mặc dù bị ảnh hưởng rất mạnh bởi Covid và cái cổ phiếu này thì đã vào được cái diện kiểm soát từ tháng 3 năm 3 tháng 11 năm 2021, do là lợi nhuận sau thuế thì là bị âm. Nhưng mà giá của cổ phiếu thì không có sự điều chỉnh nhiều, quá là nhiều so với cả trước đấy. Thành ra là mặc dù là cái đợt này chúng ta thấy là cái giá của cổ phiếu cũng đã giảm từ vùng 28 xuống 23, nhưng mà nó cũng chưa phải là quá là thấp so với cả lịch sử giao dịch trong quá khứ. Và nếu mà chúng ta nhìn theo năm thì chúng ta sẽ thấy là trong cái giai đoạn ổn định hồi xưa của HVN thì một năm là doanh nghiệp sẽ làm ra được khoảng là tầm là lợi nhuận sau thuế là khoảng là 2.500 tỷ. Thì
thì hiện tại là vốn hóa là khoảng là 51.000 tỷ, thì tức là đã gấp là gấp 51 cho 2.500 thì đã là gấp khoảng 20 lần, thì thành ra là định giá đang ở mức hợp lý. Nếu mà tiếp cổ và hiện tại thì chúng ta thấy là cổ phiếu đang có xu hướng giảm, thì nếu mà giảm thêm khoảng tầm 1-2 phiên nữa thì quý nhà đầu tư có thể là cân nhắc là đầu tư vào cổ phiếu này. Vâng, cảm ơn anh Duy. Và chúng ta đến với câu hỏi thứ hai của nhà đầu tư Phạm Xuân Trường. Đó là anh chị cho em xin quan điểm về mã cổ phiếu VIB ạ. Xin mời anh Duy. Đối với cả cổ phiếu VIB thì chúng ta nhìn thấy đấy là cái đợt vừa rồi thì là nhóm ngân hàng là đi tích lũy khá là lâu và gần đây thì là mới bắt đầu tăng trở lại. Thì cái việc là tăng của nhóm ngân hàng đến từ hai thông tin tích cực. Thông tin thứ nhất là đến từ cái việc là triển vọng nới room tín dụng, và thứ hai nữa là cái việc là triển vọng nới room ngoại theo cái hiệp định EVFTA, và thành ra là khiến cho là VIB là sau một đợt giảm mạnh thì đã có những cái phiên tăng trần trở lại. Nếu mà xét về định giá thì hiện tại VIB vẫn đang giao dịch ở cái vùng là nó không quá rẻ, nghĩa là ở trên 2 lần. Thì thành ra là nếu mà chúng ta đầu tư VIB thì sẽ phụ thuộc nhiều vào cái câu chuyện riêng của doanh nghiệp cũng như là vào cái triển vọng sóng của nhóm ngân hàng này. Vâng ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư Kim Quyên. Đó là từ phiên giao dịch ngày 19 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 thì GMD giảm mạnh. Đâu là điểm mua vào tốt nhất với cổ phiếu này? Và nắm giữ lâu dài 1 đến 2 năm của GMD có ổn không ạ? Xin ý kiến của chuyên gia. Thì trước khi mà để chuyên gia trả lời câu hỏi này thì tôi xin phép được nhắc với quý nhà đầu tư một chút, đó là ở trong chương trình ngày hôm nay thì chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi mang đến yếu tố về cơ bản của các mã cổ phiếu. Còn quý nhà đầu tư hỏi về các điểm mua, điểm bán thì có thể sang chương trình nhịp đập thị trường của chúng tôi để chuyên gia nhịp đập thị trường sẽ cho quý nhà đầu tư một cái nhìn chi tiết hơn về điểm mua, điểm bán của quý nhà đầu tư ạ. Dạ vâng, xin mời anh Duy ạ. Vâng, đối với cả GMD thì hiện tại bên VN Direct đang định giá ở mức là khoảng tầm 53.000 một cổ phiếu, thì thành ra là nếu mà điểm mua tốt cho GMD thì tôi nghĩ là sẽ chiết khấu từ cái vùng giá 53.000 này chia cho 1.15 thì chúng ta sẽ được ra cái vùng giá là có thể là bắt đầu mua vào cổ phiếu này. Còn đối với cả cái triển vọng nắm giữ lâu dài 1-2 năm tới của GMD có ổn không thì tôi nghĩ là sẽ là tương đối ổn. Tại vì do là cái này là nó, bởi vì do GMD thì được hưởng lợi từ cái việc là cái dòng vốn FDI là về Việt Nam cũng như là cái việc là triển vọng ký kết các hiệp định FTA, thì thành ra là sẽ khiến cho cái nhu cầu xuất khẩu là nó sẽ tăng cao. Cái nhu cầu xuất khẩu này thì hồi xưa là sẽ chủ yếu là xuất khẩu ở trong cái khu vực là Nội Á thôi, nghĩa là quanh châu Á thôi. Nhưng mà trong tương lai thì khi mà phát triển thêm, ví dụ như chúng ta nhìn thấy là có Gemalink là phát triển cả nước sâu, thì những cái tàu to sẽ vào Việt Nam và qua đấy thì là sẽ đi được sang cả châu Âu và châu Mỹ. Thành ra triển vọng cũng trong dài hạn thì cũng rất là tươi sáng. Nhưng mà cái điều này thì nó cũng đã phản ánh một phần vào giá rồi. Cho nên là thành ra là mới có cái việc là chúng ta nên chờ cho cái giá mục tiêu nó chiết khấu khoảng tầm 15% thì chúng ta mua là hợp lý ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Duy. Và chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Sơn Nguyễn. Đó là anh chị cho em hỏi mua HVN và HSG thời điểm này có được không ạ? Về mã cổ phiếu HVN thì lúc nãy chuyên gia của chúng tôi đã trả lời rồi. Chính vì vậy mà quý nhà đầu tư có thể xem lại phần trả lời của chuyên gia. Và bây giờ xin mời anh Duy sẽ giải đáp cho quý nhà đầu tư về mã cổ phiếu HSG ạ. Vâng, chắc là sau cái câu hỏi này thì phiền Duyên là sẽ hỏi những câu hỏi của các anh chị ở bên YouTube. Đấy. Thì nốt câu hỏi này thì đối với cả cái cổ phiếu Hoa Sen thì như tôi đã nói là cái việc là cái ngành thép là cái mặt bằng giá thép Trung Quốc là đã giảm, mặc dù là mặt bằng giá thép Việt Nam thì chưa giảm quá là nhiều nhưng mà cũng đang có áp lực rồi. Và nếu mà Hoa Sen thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái thị trường xuất khẩu của họ là cao hơn so với Hòa Phát, thì thành ra là họ cũng sẽ bị ảnh hưởng mạnh hơn so với cả Hòa Phát trong cái đợt giảm giá này. Ngoài ra nữa thì Hoa Sen có một cái nhược điểm, đấy là họ là dùng lò điện, và thành ra là còn trong khi Hòa Phát thì là họ đi từ quặng trở đi, cho nên thành ra là khi mà cái mặt bằng giá thép giảm như này, trong khi hàng tồn kho của Hoa Sen thì là sẽ tích 6 tháng một lần, thì thành ra là họ sẽ khiến là cái đầu vào thì giảm mà đầu ra thì tăng. Nghĩa là để tôi giải thích kỹ hơn thì là cái quý 1 với quý 2 của Hoa Sen là họ có hàng tồn kho rất là thấp, khiến cho cái lợi nhuận của họ đột biến trong nửa đầu năm. Nhưng mà khi mà họ hết hàng tồn kho giá thấp rồi thì từ quý 3 đến quý 4 trở đi là Hoa Sen là họ sẽ phải có hàng tồn kho giá cao lên, trong khi là giá bán thì đang có xu hướng giảm, thì thành ra là cũng sẽ khiến bức tranh cái lợi nhuận của các doanh nghiệp thép này là bị sụt giảm. Thì qua đấy thì tôi nghĩ rằng là cái điểm mua của Hoa Sen là vẫn chưa có, tại vì do là nếu mà chúng ta nhìn vào cái việc là cái giá quặng, nghĩa là hồi xưa thì nếu mà chúng ta nhìn cách đây vài tháng thì giá quặng nó sẽ giảm trước và sau đấy thì là sẽ đến là cái giá thép, và cái đợt vừa rồi thì là giá quặng đã vẫn tiếp tục giảm
chứ còn chưa tăng. Thành ra là sẽ khiến cho là cái việc là vùng giá thép ở đây thì cần phải có tích lũy trước, có tích lũy trước đã thì mới có thể là mua được. Thì đấy là cái quan điểm của tôi về cái nhóm cổ phiếu ngành thép. Dạ vâng. Sau đây tôi sẽ chuyển sang một số câu hỏi của phần YouTube ạ. Câu hỏi đầu tiên của nhà đầu tư có tên là Thành. Anh chị cho em xin nhận định về mã HID và FTS ạ. Từ giờ đến hết quý 1 năm 2022 thì có còn tiềm năng tăng trưởng không ạ? Đối với cả mã HID thì tôi nhìn thấy là đây là công ty về cấp thoát nước, nhưng mà tuy nhiên thì cái cổ tức của công ty là không cao lắm. Đồng thời với cả cái đấy thì là cái lợi nhuận của doanh nghiệp là cũng không có tăng trưởng đột biến so với cả hồi xưa. Và thành ra là chúng ta sẽ phải nếu mà đầu tư thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào cái việc là doanh nghiệp này là họ có mua thêm những cái dự án nước mới hay không. Và tôi thì tôi nhìn cái tỷ lệ đòn bẩy của doanh nghiệp thì vẫn giữ nguyên, cho thậm chí là còn giảm nhẹ so với cả cái quý 1, cái thời điểm là từ quý 3 2021 thì giảm nhẹ so với cả quý 2 2021. Thành ra là chưa thấy là có dấu hiệu là đang là triển khai thêm dự án. Thành ra là nếu mà anh chị mà muốn đầu tư vào mã HID này thì nên hiểu, thì nên tìm hiểu thêm xem là công ty này sắp có cái dự án gì mới không ạ. Vâng. Còn theo tôi thì là không nên đầu tư. Vâng. Còn mã FTS, chứng khoán FPT. Đối với cả chứng khoán FPT thì chúng ta đều biết là hồi xưa đây là một trong những cái doanh nghiệp rất là mạnh trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên là trong thời gian gần đây thì là FPTS là họ cũng đã bắt đầu là bị là cạnh tranh so với cả những cái doanh nghiệp khác, những cái cổ phiếu mới, khiến cho là họ là khiến cho là họ không còn giữ được cái phong độ như hồi xưa. Thì đối với cả cổ phiếu FPTS này thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngoài ra nữa thì chúng ta còn thấy một cái điều nữa là ban lãnh đạo lớn nhất của họ, danh sách cổ đông, thì chúng ta có nhìn thấy là có công ty cổ phần FPT là cũng chiếm khoảng tầm 18% và một số là công ty tài chính khác như SBI. Thì nếu mà FPT thì chúng ta đều biết là cái động thái của họ là họ bây giờ là họ hạn chế đầu tư ngoài ngành rồi, họ sẽ chỉ tập trung vào những cái mảng công nghệ cũng như là những cái mảng mà họ có cái synergy hay là có cái sự kết hợp giữa các mảng khác với nhau, ví dụ như là viễn thông hay là kiểu công nghệ thông tin rồi cả giáo dục, chứ còn mảng chứng khoán thì họ không quá là chú tâm. Thành ra là FPT là có cái trở ngại đấy là cái việc tăng vốn nó sẽ khó khăn hơn, vì cổ đông lớn như FPT, công ty chứng khoán FPTS thì có khó khăn hơn trong việc tăng vốn. Ngoài ra nữa thì là cái hạ tầng công nghệ của FPTS thì cũng không phải là quá là mạnh so với cả những cái doanh nghiệp khác, cũng như là cái đội ngũ tư vấn khách hàng cá nhân thì cũng như vậy. Và cái chúng ta đều biết hồi xưa là FPTS thì họ cạnh tranh chủ yếu bằng việc là để cái phí thấp. Thì gần đây thì là chúng ta cũng thấy là có những cái doanh nghiệp khác cũng có phí thấp như FPTS và đã làm rất là thành công, ví dụ là VPS chẳng hạn. Thành ra là cái việc là doanh nghiệp mà có cái phí thấp nhất trên sàn chứng khoán là hiện tại là FPTS cũng không còn cái ngôi vị đấy nữa. Thì thành ra là đầu tư vào cổ phiếu này khá là khó, để ý là tôi thấy là chưa có cái bức tranh dài hạn là quá là sáng sủa. Còn nếu mà trong ngắn hạn thì rõ ràng đây vẫn là cái cổ phiếu mà được hưởng lợi trong làn sóng của các công ty chứng khoán. Ngoài ra nữa thì là chúng ta cũng có thể là nhìn thêm về cái việc là cái danh mục đầu tư. Thì tôi thấy là trong FPTS thì danh mục đầu tư lớn nhất của công ty này là một trong những cái khoản đầu tư lớn nhất là công ty Mai Sùng Hồng, thì cũng có thể là chú ý thêm. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Duy. Và do là chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn thời gian để chúng tôi chuyển sang chương trình nhịp đập thị trường. Rồi. Chính vì vậy chắc là nốt câu đất xanh với GVR. Chúng ta xin phép được trả lời thêm một câu hỏi nữa của quý nhà đầu tư trước khi kết thúc chương trình ạ. Đó là câu hỏi của quý nhà đầu tư Mai Nam, đó là anh chị cho em xin nhận định về hai mã DXG và GVR ạ. Ok, đối với cả cổ phiếu đất xanh thì chúng tôi có một cái chương trình là cổ phiếu 360 là vừa phát sóng vào thứ năm tuần trước, thì anh chị là có thể là search trên YouTube là cổ phiếu DXG xong rồi VN Direct thì các anh chị sẽ thấy cái chương trình đấy và rất là update thôi ạ. Và trong chương trình đấy thì chúng tôi có những chuyên gia chuyên là về nhóm ngành bất động sản thì sẽ phân tích kỹ hơn cho quý nhà đầu tư nghe. Thì còn đối với giá mục tiêu của cổ phiếu này thì hiện tại là chúng tôi nghĩ là đang ở vùng hợp lý, bởi vì do chúng tôi định giá là khoảng tầm là 25.000 một cổ phiếu. Còn đối với cả cổ phiếu GVR thì đây là một trong những cổ phiếu mà sẽ được hưởng lợi rất là nhiều từ cái làn sóng FDI cũng như là các hiệp định thương mại ký kết FTA. Tuy nhiên là nếu mà xét với cả mặt bằng giá bất động sản khu công nghiệp hiện tại thì là GVR cũng không quá là hấp dẫn so với cả những cái doanh nghiệp bất động sản khác. Cái lợi thế duy nhất của GVR đấy là họ là một doanh nghiệp to, có vốn hóa to và có quỹ đất rất là lớn. Thành ra là họ
có và hơn thế nữa là quỹ đất của họ rất là nhiều ở Bình Dương. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà đầu tư vào thế thì chúng ta có thể là xem xét là đầu tư công ty con của họ là PHR thì có thể là sẽ hấp dẫn hơn. Và đấy là và cho nên thành ra là khi đầu tư vào vào đây thì chúng ta có thể là cái kỳ vọng lớn nhất mà quý anh chị có thể kỳ vọng cho GVR đấy là cái việc là cái triển vọng mà bằng giá thuê khu công nghiệp là có thể tăng trong tương lai. Dạ vâng, và tôi xin được nhắc thêm đó là về mã cổ phiếu DXG thì tuần trước chúng tôi cũng có làm một số về trong cổ phiếu 360 về mã này, thì để xem chi tiết hơn thì quý nhà đầu tư có thể theo dõi thêm về video trên chương trình cổ phiếu 360 của chúng tôi ạ. Như vậy thì câu hỏi đó cũng kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào lúc 15 giờ thứ hai tuần sau. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.